Mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay hai vợ chồng mình đi chợ trời ở thành phố Úc Linh đó để tìm mua một vài món. Thì ở chợ trời nó bán cũng đủ hết cả nhà, đồ mới, đồ cũ, những cái đồ mà người ta không xài người ta cũng có thể đem ra chợ trời người ta bán luôn đó. Thì hôm nay mình sẽ đi chợ trời và quay phim chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn xem ở chợ trời Cuộc Sống của Mỹ như thế nào ha. Thì hầu như là những người mễ tây cơ người ta bán, cho nên là bây giờ mình sẽ đi một vòng chợ trời, sẽ tham quan và quay phim cho chia sẻ cho cả nhà xem luôn nha. Thì chợ trời nó cũng đa dạng phong phú lắm cả nhà, bán đồ ăn rồi những cái chỗ mà công viên giúp để dựng lên những cái cầu tuột nhỏ nhỏ cho mấy em nhỏ chơi luôn đó. Rồi đồ áo, hàng ăn. Dòng bên kia thì nó cũng có massage luôn, massage ngoài trời luôn nè cả nhà. Đó, thấy không? Chinese đó, massage nè. Đây, Chinese. Giá thì 30 phút 20 đồng nha. Đó, nằm lên nằm đó để massage nè, đi mỏi mệt thì tới massage. Thấy không đó, massage nè, 20 đồng, 30 đồng, đủ giá có hết. Đây là mấy đồ áo của mấy cô mấy chị nè, có hết nè, áo dài áo đầm gì có hết nè, quần quá trời luôn. Ở đây nó có bán đủ thứ loại quần nè, quần riêng, nón, áo thun nè. Áo thun này có 5 đồng cái nè cả nhà. Đó, 5 đồng. Đây bên này quần riêng nè. Ồ, đây nó có bán mấy cái đồ mà máy cưa, mấy đồ hết luôn nè. Này, đồ mới luôn anh. Phải không? Đồ cũ hay đồ mới? Mở trong chợ, 130. Mấy cái búa, mấy cái đồ bán luôn ở trong chợ trời này luôn nè. Mấy cái đồ làm cắt cây, làm giường, rồi làm nhà gì cũng có hết. Sửa xe, mở lớp gì cũng có hết luôn. Bình sàn binh mấy cưa mấy cắt gì có đầy đủ hết nè, làm cây cối trong vườn nó mấy cưa 160. Rồi cái này nó sửa điện thoại di động nữa nè, nó có bán mấy cái đèn solar nữa nè, đèn dùng năng lượng mặt trời nè. Cái headphone, iPod thì em có hết luôn. Bán mấy cái đồ chơi. Đây bán mấy cái đồ áo nè. Ồ, có mấy cái quần lính bên đây nữa. Riêng jean, áo thun nè, cặp nè. Trời ơi. Đây là bán mấy cái xe scooter. Đây là bán đồ và dụng cụ nhà bếp. Chùi, nồi. Đồ nhà bếp. Tô, chén, dĩa rồi trong này cũng có luôn cả nhà. Này cái đồ vừa gãi vừa lăn lăn này, đồng cái nè.
tập quá linh tinh. Hai đồng một hộp quấy bông gòn bên tay. Đồ đầy đủ luôn, có những cái mấy cái đồ chơi nít cũng có luôn rồi. Này có mấy cái nón ha, đội lên coi. Cái nón này đi làm giường mát giống không em? Giống. 6 đồng cái. Mua hả? Mua. Mua đội đi chơi mát. Mua đội đi ra, mua đội đi cút cỏ đi. Nói cho mấy cái nón rộng vành này đẹp mát nè. Này giống như cao bồi ha. Cao bồi ha. Mấy cái nón rộng vành nè, nón dặn lính nè lum nè. Cái nón này trời nắng đi mát, 7 đồng cái. 7 đồng cái, 3 cái 20. Nè nó có cái miếng này nè. Miếng này phía này sau cổ á, cho nó không có bị nắng cái cổ á. Đó. Này nó con nít. Nó con nít đây 5 đồng cái. Kiểu cũng dễ thương nè. À, mấy cái đó biết sao anh đội để cho cái này nè che cái cổ nè, nó không có nắng nè. Này nam nữ cũng được. Đó 6 đồng, cái loại đó 6 đồng. Mấy cái này mùa hè đội nó mát mẻ, không có nắng. Đây nó kết không à, 10 đồng 3 cái. Cái thì 4 đồng, 10 đồng 3 cái. Quá trời nón. Vậy này vậy bán nón nè. San Francisco, Mexico. Nó em như nhầm lính á. Đang mấy cái bếp ga nè anh à. Ồ bếp ga này cũng bự, nấu nồi bự á. Mấy cái dĩ bếp điện nướng cái nồi mấy cái đồ xây sinh tố nữa nè, nó cũng bán đầy luôn á. Ồ bên đây nó cũng bán ở trời trời mà nó cũng bán bàn ghế sofa nữa nè. Ồ ra đây nó cũng bán đây nữa ha. Ngoài đây nó cũng bán mấy cái bàn ăn, mấy cái ghế sofa dạ, nữa cả nhà. Yeah. How much? This one. This. Yeah. 1,400. 1,400. Yes. Reclean and reclean. Oh, con this. Three pieces. Three pieces? Three pieces. This is este, single, is same as this. Same, oh. Uh-huh. Pero si I need this material, this three pieces, this same. Oh, so two pieces? Si. Same. Brand new, Everything is new here, mueblería. But we can lay it out. Yes, I clean this. Tức là ba cái, một cái giống dài nhưng mà bằng da nha, kiểu dài. Cái này với lại cái đó nhưng mà truy nha. Có được không? được nghe đây nè, nghe ha. Yeah.
No sé si le estorba aquí la silla. But they come with the table or no table, mama? Okay, yeah. Nhìn một chút. Ghế này bật ra được luôn á. Ngồi giống như ngồi nhựa luôn nè. Đó, đưa cái chân lên. Yeah, good. Good price. Good price? Yes. Wood table or no table? No table? Yeah. No, no table. Pero si you any only table, book one, for tables. Three. Oh. Yeah, yes, three pieces. Three pieces? Yes. This piece is for same color. How many color do you have? Only this? This color? This color or this? Oh, no, pues amigo. The mat? Where? This one too? Uh-huh. And then? 1, 2, 3, 4 pieces. 4 pieces? 1, 2, 3, and 4. Okay? 1,400. Yes. Same price as this. 1,400, 1,400, 4 miếng. Quá trời luôn cả nhà. Bán giường, bán tủ, bán bàn đầy đủ luôn á. Dưới này dọc xuống đây là bán mấy cái mền nè cả nhà. Mấy cái mền, mấy cái chăn đắp nè. Nên đó bán dài dép à. Trời, mấy cái dép, mấy cái dài á. À, dài dép rồi bán quá trời luôn nè. Xuống đây cái hàng đồ áo nữa nè. Đây dầu thơm cũng có luôn. Dầu thơm, dây chuyền, vàng thiệt hay vàng giả anh? Giả. Giả hả? Giả, giờ sao thế nào thấy đã không? Bóp ví đàn ông nè. Đó, bóp của đàn ông. Ồ, mấy cái loa nữa nè. Mấy cái loa karaoke rồi đã không? Đó. Trời ơi. Này mấy cái loa nhỏ giống như bluetooth nhỏ nó mấy cái loa bự kìa, cái đó có loa karaoke màn hình trên đó luôn á. Làm bài hả? Đây đồ áo nữa nè, nhảy bên đây bán đồ áo nữa nè. Nay chợ trời được nhiều quá chứ. Ồ, bán mấy cái đồ xe qua gần xe đạp. Ồ, anh có xe đạp này. Chiếc này đẹp rồi. Ừ, dễ thương. Nhiều hơn. Ừ. Đây bán mấy cái thu nữa, mấy cái đồ à. À, mấy nè. Ồ, bên đây có bán trái cây luôn hả? Ồ, bên đây nó có bán trái cây nữa nè. Vườn này giống như Việt Nam nè. Wow. Không biết đi. Này 8 đồng trái nha cả nhà. Wow. Việt Nam có nhiều 50 cent trái à. Ừ. Hình này 8 đô một trái. 8 đô bằng Việt Nam mua được mua. Một quầy luôn á. Nó bán cái gì đây? Trái cóc. Cóc. Cóc Thái. Thái Mỹ nó nhỏ nhỏ. Cái này cái gì? Cái sao bơ chê á. Sao bơ chê hả? À, vậy ta? Phải không ta? Không biết nữa. Giống sao bơ chê. What is it? What is it? Fruit? Oh. What kind? Nó không biết luôn, nó fruit không à. Nó chỉ biết là fruit ăn được thôi chứ không biết cái gì luôn. Xoài nhỏ xíu à, chôm chôm. Đó, đây là hàng của Mễ á cả nhà. Mình hỏi trái cây gì thì nó cũng không biết là trái cây gì luôn á, chỉ biết là trái cây thôi. Cái đó là phồng rang. Mấy cái bánh chip. Bánh snack rồi đậu. Ồ, có cá khô nữa nè. Cái này giống như cá cơm khô nè. Ở đây cũng có bói bài nữa cả nhà. Đọc à, coi chỉ tay 5 đồng nha. Bói bài 10 đồng nè. Đó,
Đây mấy cái đồ, nói chung là chợ trời á, là đồ cũ, đồ mới gì cũng có hết. Chỗ này là bán đồ cũ nè. Mọi người ta có đồ cũ gì người ta muốn bán, người ta cũng cầm ra đây người ta bán được luôn ha. Giống như mấy cái máy này nè. Máy này giống như mấy cái xét xưa nè. Đó, giờ cũng còn giữ nữa nè. Cái này là đồ cổ luôn. Mấy cái đồng hồ, mấy cái đồ cổ nè, cả nhà thấy không? Này ông này ông sưu tầm đồ cổ, bán đồ cổ á. Cái này là cái xe nhà. Wow. Đây là cái xe nhà nha cả nhà. Này bước ra đây nè, review hôm nay review sẵn đi trời, review cái xe nhà luôn nè. Ồ, vô thấy cái giường nè. Ồ, wow, vô thấy cái giường này nè. Giường cũng rộng quá. Giường cũng rộng luôn. Bàn ăn cũng được. Trên này có cái kệ nè. Đây là có cái bàn ăn nè. Có lò nướng đàng hoàng, sưởi ấm đàng hoàng. Là đây có cái sinh nước rửa tay. Ồ bên đây có cái giường hai tầng nữa đây. Lò sưởi như là hai chồng hai đứa con. Đây có tủ lạnh, microwave, nhà tắm. Đó. Có phòng tắm ở trong. Có phòng tắm ở trong này luôn. Nhỏ thôi, vừa đủ xài thôi. Tại vì cái này xe nhà mỗi lần Mỹ người ta thường thường người ta hay đi du lịch đâu thì người ta kéo cái xe nhà này đi theo. Thì mình không có phải cần là tốn tiền mướn hồ theo á, cái nhà mướn khách sạn á. Đó, thì đây là này nè. Xe nhà cái là ba giường ha. Ba giường ha. Ba giường. Cái này có máy lạnh máy sấy luôn nè. Đẹp không biết. Wow. Anh hỏi bao nhiêu tiền anh? 27,000. 27,000. Đời mới 2024. There's groceries here. We have other ones too. It's not just this one, so whichever one you like, you can probably order it. Sao bằng điện hả? Sao điện không? Cái bằng điện. Anh xin cái đó, đây là đó. Did you go inside? Yes. Yeah, good. Can I have a thank you. This and this model is if you want a generator, you're going to either get a propane generator or you're going to get a gas generator. Đây là cái cục mà để gắn vô cái xe để mình kéo cái này đi. Xe mình là phải là xe lớn, mình kéo cái này đi đâu chơi cái mình kéo cái này. Absolutely. Thank you. Cái này nó có bill cái trái này ra luôn nè, nếu mình đậu ở đâu á mình đậu khem bình hoặc đậu ở đâu đó mình kéo cái trái này cho nó mát nè, mình có thể để bàn hoặc là gì xuống. Thì dòng tiếp qua đây chỗ này bán mấy cái lá khô, cây khô hả, đậu khô, lá khô. Còn bên này bán cây nè. Ồ anh, cây đó anh hỏi cây đó nhiêu tiền? $25. 25 đồng hả? Ồ qua đây là bán hàng rau nữa nè cả nhà. Cái trái này giống như là trái keo. Trái keo không phải trái keo, keo tây hả? Giống trái điệp á. Dưa chuột nè. Đây đậu tím ha. Đây là cái rau. Đọc bí, bông bí. Bông bí hả? Đọc bí. Cái này giống như thù lù á. Cái này giống như thù lù màu tím nè.
Ồ, cái tái này giống như tái su su nè cả nhà. Ồ, su su màu trắng cả nhà ơi. Nó nhỏ thôi, nó dễ thương không? Mà nó màu trắng. Wow. Nhỏ xíu là lần đầu tiên mình thấy. Còn này trái dưa. Bên đây là ớt. Vâng. Nho. Bên đây là đậu phộng, xoài, trái cây nè. Có chôm chôm nữa. À, đậu gì đó. Đậu gì đó. Đây trái xoài. Xoài nhỏ xíu à. Cứng hả? Nhỏ, cứng. Cái này chắc xoài mễ. Hay là dạng dạng xoài múc Việt Nam nhỏ nhỏ ta. Mà xoài múc là nó chín, nó vàng. Con libra. Em nghĩ cái này là cái sabuche à. Cái sabuche hay là gì mà bự dữ nha. Cái này chắc sabuche bự quá hả? Đây củ sắn. Khô. Cái này giống như cái thố á. Thố bằng sành á anh. Mấy cái chùm ở dưới nè. Hai đồng cái. Ô mấy cái thố này ngộ vậy. Ô nặng lắm á. Đây bán gì đây mà nó có đồng cái, nó đồng cái, đồng cái. Quẹo lựa, quẹo lựa, đồng cái à. $1, $1. Quẹo lựa đây, đồng cái anh ơi. Muốn đồ gì đồ đồng cái, đồng cái nè. $1, $1. Everything $1, $1. Everything đó cái nào cũng đồng à. Nó có bán cái thùng này đồng không? Anh hỏi cái thùng này nó có bán đồng cái không ạ? $1. The bucket, $1? Not the bucket, I need the bucket, yeah. Oh. Yeah. Thank you. Yeah, no problem. $1, $1, $1. Một vòng dạo đi chợ trời cùng với gia đình mình thì bây giờ mình cũng sẽ ngừng cái video của mình ở đây nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ. Hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn ở những video kế tiếp của Vũ Kali Cuộc Sống Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Đó, người máy. Người bảo vệ là người máy nè. Coi xe hay quá ha. Xe vô là cái này giờ người không mát nữa nè, là bảo vệ. Bảo vệ đó. Này có đây nè đó, bảo vệ người robot bảo vệ, có camera đứng nhìn tà hoàng nó làm gì đứng gần dữ vậy. Something happened. À, nếu có chuyện gì thì mình bấm cái này được nè. Something happened.